kêu người Mỹ, kêu tụi Muslim, người Trung Đông, hey, tụi mày ăn chay trường ăn rau cải nha, mà có thần hồn đó, tụi mày bỏ đạo mày đi tu theo đạo Phật. Nghĩ nó nghe lời không? À, con này, hey, thiên tâm, trong tương lai sẽ có người đứng lên nói với mấy thằng Hồi giáo với mấy thằng mấy cái người cứng đầu Công giáo, ấy, Allah là ai? Ông trời. God là ai? Cha của Chúa Xoay, ông trời. Đạo Hồi giáo nó thờ Phạm Thiên Lãi, ông trời. Cái đạo nào cũng là ông trời hết. Nhưng mày tin có con ông trời xuống để mà làm một cái đạo thống nhất tụi mày không? Trong kinh điển nó đều có nói. Kinh của Hồi giáo, kinh của Công giáo cũng có nói. Thư Bối Đồ và đạo trong Khải Huyền đều có nói. Thư Bốn Ca vậy đó, cứ nghiên cứu. Không, họ không có mất đi cái phần tâm linh của họ, là họ đồng ý là hơn phân nửa rồi. Còn phân nửa đó là họ phải học Phật. Khi mà Hồi giáo với Công giáo học Phật cùng với đạo Phật chúng ta thì nghĩ thằng nào cũng sợ bị nghiệp hết. Luật sư mình không sợ nha, mà mình sợ bị nghiệp. Luật sư là thế gian thôi, tiền là xong, thằng nào có tiền nhiều đó thắng. Mà kêu Hồi giáo, kêu Công giáo, mình có thể kêu họ bỏ ăn những cái con sống trong hồ để mà tu dở, tu mà gọi là ẹt ẹt luôn á, không biết tu á, thì đừng có nên tạo nghiệp, không biết gì hết. Tức là ăn con sống là tạo nghiệp á. Kêu họ ăn đồ Costco thì họ có thể nghe lời. Nhưng mà kêu mấy thằng Mỹ á, mà ăn rau ăn cải á, tướng nào bự như con trâu vậy á, hỏi nó chịu không? Cho nên đạo Thiên Tâm ra chung dung, gọi là tam tịnh nhục. Miễn sao mình giữ 12 giới luật thì nó mới thống nhất được. Nó phải có một cái chung dung, nhưng mà nó cái sự hay hơn, màu nhiệm hơn. Đạo là một cái công thức để đưa cái thần hồn mình về trời, để rèn luyện cái trí tuệ của mình. Nó chỉ vậy thôi, cũng giống như giờ ai mà đánh cái software giỏi thì người đó làm tỷ phú. Sao lâu nay, mấy chục năm, mấy nghìn năm nay không ai ra cái loại thiên tâm kiểu này đi, cho tới ngày hôm nay mới ra. Rồi lại đưa một thiên tướng kiệt này đang giàu có, đang bình thường, bạn với Elon Musk, làm quen hết mấy CEO của Hai Thách. Rồi lại nói chuyện đạo. Trên đời này có thằng Hai Thách nào biết chuyện đạo đâu. Tụi nó toàn là ăn tươi nuốt sống không à. Bữa nay Facebook với Elon Musk nó cự nhau đó, tại cái đầu của nó bự lắm, hai đầu bự rồi dễ đụng á. À, có tiền dễ kiếm chuyện người ta lắm. À, nó chưa biết tu, ấy là anh mà tu gì. À, mấy thằng đó, ấy là anh đó.